Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay máy robot hút bụi của Sawa. Giá thị trường là 4,1 triệu. Sau đây mình sẽ mở hộp cho các bạn cùng xem. Thì bên trong chiếc hộp chúng ta có bìa sách hướng dẫn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là máy hút bụi Sawa và một cái đế sạc và một cái bồ vệ sinh của máy, một sợi dây nguồn. Đây là chiếc máy của chính chúng ta, đó là chiếc máy robot hút bụi Sawa, là phiên bản rút gọn của phiên bản Gen 1. Thì trọng lượng của chiếc máy này là 3 kg. Thì công suất của chiếc máy này là 50W, lực hút của nó là 1600 PA, và cái diện tích làm sạch của chiếc máy này là 80m2. Thì các bạn sẽ sử dụng có một cái đốc sạc này, khi kết nối chúng ta kết nối đốc sạc này vào nguồn điện. Thì khi chiếc máy hoạt động trên cái bề mặt sàn 80m2 và là vệ sinh sạch thì nửa tiếng đồng hồ thì chiếc máy này sẽ tự động tìm lại cái vị trí để chúng ta sạc cái máy hút bụi. Thì bên trong máy này nó có một hộp để chúng ta vệ sinh hút những cái không khí bụi tóc vào bên trong. Thì phiên bản này vẫn tuy là rút gọn nhưng nó vẫn có phần mềm hỗ trợ là phần mềm Mi Home để chúng ta có thể điều khiển bằng thiết bị di động của chúng ta khi chúng ta không có ở nhà, hoặc là hàng tuần chúng ta sử dụng để nó thiết lập cái lịch để hút bụi vệ sinh căn phòng của chúng ta. Thì phiên bản này là phiên bản rút gọn, nó sẽ không có cái phụ kiện để chúng ta kết nối để chúng ta lau nhà lau hay lau sàn. Về phần thiết kế của con vacuum này thì nó sử dụng bằng cái chổi quét màu trắng chứ không phải màu đen giống như của những phiên bản trước. Và cái hệ thống chổi quét hút thì nó được có thể tháo ra và vệ sinh được những cái sợi tóc li ti bên trong để vừa cuốn vào, thì chúng ta mở bằng cái hai cái lẫy, chúng ta mở rất là dễ dàng, chúng ta mở ra vệ sinh. Chúng ta gắn thì chịu. Đó. Và bánh xe này có thể đi lướt qua linh vật cản với 20cm. Và đây là có hai đạm biến hồng ngoại quét vị trí và trở về cái vị trí sạc. Về mặt trước thì có dãy cảm biến, đằng sau là những quạt gió hút lực hút. Thì mặt trên máy vacuum thì có nút khởi động nút nguồn và nút báo sạc pin khi hết, và nút này khởi động bằng chúng ta tính năng khởi động để chúng ta quét cái khu vực để mà hút bụi. Sau đây mình sẽ kết nối nguồn để kết nối thử cho các bạn cùng xem hoạt động của chiếc máy như thế nào. Trước tiên mình cắm dây nguồn vào, đặt vị trí, đặt con robot này đó, và mình khởi động. Sau khi các bạn hút bụi trong một đoạn thử thì mình sẽ mở ra và xem coi có bụi hút bên trong nó như thế nào nha. Thì chúng ta có mũi tên đây, chúng ta bóp hai cái ngàm rút ra, và chúng ta muốn vệ sinh cái thiết bị đó, chúng ta mở cái này đó, có bụi đó, vệ sinh lọc. Sau đây mình sẽ kết nối cái máy hút bụi này với phần mềm Mi Home cho các bạn cùng xem. Vào Mi Home, vào góc phải có dấu cộng, chúng ta chọn cái thiết bị, tên thiết bị, vào cái Home app này thì sẽ chúng ta có cái Mi Robot Vacuum, cái Sawa là cái máy của mình, chọn vào đây thì nó sẽ thông báo cái đèn tín hiệu màu xanh. Đó. Chúng ta kết nối. Rồi sau khi mình kết nối thiết bị Sawa này với cái Mi Home, phần mềm Mi Home, thì đã có cái
thông báo trong đây mình thoát ra bên trong ngoài. Đây mình đã kết nối cài đặt xong kết nối wifi thì sẽ hiện lên cái tên thiết bị đó, và hiện nay thiết bị đang sạc có chế độ sạc nó là 11% hiện đang sạc. Và khi mà chúng ta muốn dọn sạch nhà đó thì phiên bản này nó có tiếng Anh, thì chúng ta nhấn vào cái chổi này ra lệnh cho cái thiết bị Xiaomi Sawa này nó sẽ quét dọn vệ sinh tại cái khuôn viên của mình. Và bên đây là cái tính năng làm sạch trong cái tốc độ nhanh và tốc độ bình thường và tốc độ mạnh nhất đó, nó có 3 chế độ, và chế độ im lặng là chế độ dọn dẹp nhẹ. Và trên đây có báo tín hiệu là chúng ta có thể cài đặt đó. Tắt cái giảm cái tiếng volume báo này nhỏ đi. Một điều lưu ý nữa với các bạn mà muốn sử dụng những thiết bị của Xiaomi mà có phiên bản nội địa thì chúng ta nên cài vào phần Mi Home cài đặt, để chúng ta nên chọn là cái phần mềm quốc gia là Trung Quốc, Trung Quốc đại lục, thì chúng ta mới có thể kiếm được cái thiết bị mà chúng ta cần sử dụng. Thì vừa qua khi mà muốn tìm một thiết bị nào, cái sản phẩm nào của Xiaomi thì chúng ta chọn vào dấu cộng. Như mình thiết bị của mình ở đây đó, mình sẽ chọn dấu cộng và tìm vô cái phần Home Appliance thì sẽ tìm ra thiết bị Sawa Appliance. Tên thiết bị này mình khi mình kết nối wifi đó, và mình đã kết nối rồi thì ở đây thiết bị của mình đó. Khi các bạn muốn dọn vệ sinh thì đang trong chế độ này là đến độ sạc pin thì có 11% thôi, nên máy sẽ không hoạt động nữa. Khi mà đầy đủ điện nguồn thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi động cho thiết bị nó quét. Máy này có thể hút trong cái diện tích 80m2 thì là diện tích có thể làm sạch nhất, thì phù hợp với các bạn có diện tích phòng nhỏ và muốn sử dụng cái thiết bị này để chúng ta vệ sinh hàng ngày để đỡ công việc cho gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn em đã theo dõi.